một thói quen của gần 70 năm, tính từ mốc 1954, người xứ Bắc di cư vào Nam, ở vùng đất ông Tạ này, từ trung tuần tháng Chạp, những sạp lá dong bên đường để bán cho người dân gói bánh chưng Tết luôn tấp nập khách, năm nay thì vắng nhiều rồi, cả người bán lẫn người mua. Mấy cái bà già mà gói bánh chưng bánh tét á, chết rồi. Tiêu quá rồi. Mùa dịch vừa rồi mấy bà chịu không nổi. Tiêu hết giờ mà mấy cái mối là mấy cái mối của mình nữa chứ. Năm nào 10 năm nay năm nào cũng mối của mình nữa. Nào chở gì chở vô nhà luôn đó. Dịch vừa rồi mấy cái mối lái đó, người ta lớn tuổi người ta chết hết rồi. Chết rồi, năm nay bây giờ cái mối lái bây giờ người ta không lấy nữa. Vì bán lẻ mà bán lẻ cũng không được nữa. Chợ lá dong ông Tạ mùa Tết này vắng bạn hàng và sức mua cũng kém. Lý do chung được giải thích là vì dịch giả. Bạn hàng của cô có nhiều người nghỉ lắm. Là người ta nghỉ là người ta không có làm lạc mà người ta cũng không có làm lá mà để đem đi bán. Là lý do người ta nghỉ là một là dịch bệnh về Sài Gòn ô nhiễm người ta không có về bán. Phải không? Với hai nữa là người ta sợ là cái dân của mình á đi về quê hết. Rồi công nhân còn đâu nữa rồi đi mua lá để mà mình đem xuống để đổ à. Cho nên nó ít có người đi lắm. Cho nên nó người ta có xuống đây bán cũng như cô nè, lẽ lẽ cô cũng mua lại bạn hàng. Chứ đâu cô đâu có lá nhà đâu, cô mua lại cái người họ mua họ sang lại. Tôi xuống còn ngồi liều thôi, kiếm vài đồng ăn Tết. Kiếm tiền Tết bằng nghề bán lá dong năm nay, coi bộ kém vui, vì giờ cũng cận Tết rồi, nhưng người đến mua chỉ thấy lác đác. Cũng may là buôn bán ở chợ này không phải tốn tiền thuê mặt bằng mà chỉ phụ với địa phương chút đỉnh chi phí dọn dẹp vệ sinh chung. Vắng vẻ vậy, có nhiều cái buồn lắm. Mấy cái gói bánh chưng bánh tét này, mấy cái bà già bà khoái, mấy cái bà già xưa làm cho con cháu nó vui. Cứ 28, 29 là nấu cái đồ bánh chưng bánh tét đó, rồi con cháu nó quay quần vậy đó. Mấy cái người ta có biết gói đó thì ta chết. Còn người nào mấy con cái nó đâu có biết gói đâu. Đâu biết gói, ra ngoài nó mua rồi nó ăn rồi nó biếu người ta vậy thôi. Chứ đâu cũng ở nhà nó biết gói. Thì thường gói cái này là nó rảnh rỗi mấy bà già đó. Đó, giờ hồi xưa đó, người Bắc á. Nó rảnh rỗi người ta mua rồi ta gói. Giờ con cháu nó vui vẻ. Năm nay mấy bà không còn nữa. Nhiều lắm, gần chục mối. Năm nay không còn mối nào đâu. Những bà già xưa đó đã mất vì Covid. Giờ người mua lá dong trẻ hơn và tự gói bao giờ cũng đỡ tiền bạc hơn. Bánh thì người ta gói sẵn rồi cũng mắc. Người ta bán 130 ký. Bánh gói sẵn á, 130 thì mình mua mình gói thì nó lợi hơn. Nhưng mà lá thì mua thì nó mắc thì cũng phải mua gói cho nó có ngày Tết. Có lá gói bánh chưng Tết mới vui. Với phần lớn cư dân Bắc đang sinh sống tại Sài Gòn thì trước thềm xuân cả gia đình quây quần gói và nấu bánh chưng là dịp để con cháu sum vầy sau một năm dịch giả và đón chào Nhâm Dần với nguyện ước bình an.